Với chiều dài hơn 50 km, kênh Bắc chảy qua các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa, lấy nước từ đập thủy lợi Bái Thượng trên sông Chu, có nhiệm vụ tưới tiêu cho hơn 50.000 ha đất sản xuất nông nghiệp của các địa phương. Kênh Bắc còn là nguồn cấp nước thô cho nhà máy sản xuất nước sinh hoạt thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa, phục vụ nước sạch cho hàng vạn người dân thành phố Thanh Hóa với lưu lượng hơn 50.000 mét khối trên ngày và đêm. Với vị trí chức năng quan trọng như vậy, nhưng nhiều năm nay, hệ thống kênh này đang bị xâm hại và gây ô nhiễm nghiêm trọng. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay kênh Bắc kể cả lúc đầy nước và lúc cạn trơ đáy, thường có nhiều thể loại rác thải tồn đọng và mùi hôi thối xác chết của các loài động vật bốc lên nồng nặc khó chịu. Theo người dân, thậm chí kênh mương này đã từng có người chết trôi theo dòng nước bốc mùi rất ghê sợ. Trước ở đây là cái cống thoát nước là đâu là của hợp tác xã nông nghiệp ở đây này, nhưng mà bị trừ môi trường mấy năm họ mới dọn một lần. Hai năm nay là họ không dọn, tức là do các nhà đừng cái dãy bên kia cả lấn chiếm nhiều quá, rồi không dọn cây cối mọc nhiều, thì bây giờ coi như nước không chảy được hơn một cái ao tù. Mà chúng tôi là những người ở đây nước quá đen và quá bẩn, ai vào nhà cứ tưởng là nuôi lợn nuôi gà bẩn lắm. Tại thời điểm ghi nhận của phóng viên, vào ngày 29 tháng 9 năm 2019, ngày 1 tháng 10 năm 2019 và ngày 20 tháng 11 năm 2019, có hàng tấn rác thải đang tồn đọng dưới lòng kênh gây ô nhiễm mà chưa được mang đi. Nhận thấy chất lượng nước sinh hoạt kém, do vậy người dân đặt vấn đề rất gay gắt, đó là hiện nay nhà nước máy Mật Sơn, nhà máy nước Quảng Xương cấp nước cho người dân thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn và một số nhà máy khác đang sử dụng công nghệ gì? Và nước mà người dân đang sử dụng có chất lượng như thế nào, có đảm bảo sức khỏe hay không? Theo quan sát bằng mắt thường, người dân đã rất lo sợ khi nguồn dẫn nước qua kênh Bắc là kênh mương hở, bất kỳ rác thải nào cũng có thể xuống kênh. Đặc biệt là người dân làm đồng có thói quen xúc rửa thuốc bảo vệ thực vật, xác động vật và đủ thứ rác thải sinh hoạt từ các nhà máy, chợ dân sinh, khu dân cư. Nhiều người dân cho rằng kể cả phải trả phí cao hơn để có nước sinh hoạt họ cũng chấp nhận, miễn là chất lượng nước đều phải được đảm bảo, sức khỏe của người dân không bị ảnh hưởng. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa mau chóng vào cuộc kiểm tra xử lý để trả lại nguồn nước sạch cho người dân. Toàn soạn Môi trường và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin về công nghệ xử lý cũng như nhân sự ở các nhà máy nước có đáp ứng nhu cầu công việc hiện nay hay không trong các phóng sự tiếp theo.